thì chồng trong nho lắm. Trong nho lắm. Ủa nó má. Hết chưa? Hết chưa? Còn cái gì kìa? Đây. Rồi đi tiếp. Mình đang ở chỗ viện hay đi học các bạn. Hầm. Ở dưới hầm. Hết lần đầu tiên đi coi cá, ba lần đầu tiên đi coi cá. Tôi vui, đang dưới hầm các bạn. Hồi nãy là bà bấm tắt video của chồng á, kết nối với cái đây này. Tắt liên tục, tắt cái WhatsApp, cứ quay trên mấy cái 2-3 giây tắt, 2-3 giây tắt. Cái bộ nhớ còn quá trời mà sao tự nhiên lại hết. Bụng bự. Tức à? Đây đi. Thank you.
Cá đây. Cái gì đấy? Cái nhám, cá mập. Cá này, cá bơi trên đầu này. Cá mập, cá mập. Cá mập đấy. Cá mập đấy. Sao mà chụp được bao nhiêu liên tục là cá đuối này đâu cá đuối mình kêu xong mình đã quay mình sẽ tắt hoài em nhớ chưa hết cá đuối cái mập đấy. Đi nữa hả? Đi. Ui, cá mập này, cá mập này. Cá mập này. Hả? Cá mập. Xem tiếp. Còn đứng nữa. Còn đứng nữa. Còn đứng, còn đứng nữa. Giờ đi xuống biển tắm biển các bạn. Hôm qua là buổi chiều nó tối quá các bạn. Giờ buổi sáng nó sáng nè.
video nó rõ hơn nè các bạn. Mặc áo phao cho em ớt nè. Phía đường trước mặt là khách sạn Mường Thanh đó các bạn. Xa ngoài kia là Vinpearl các bạn. Vinpearl. Sông Thủy Lậu. Chủ khách sạn của người Nga luôn. Chả biết nói sao, phiên dịch sao. Đi. Ra dòng nước đi. Đó, 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 đó. Đó. Đó, đó, nước đấy, đó.